Ok, mình bắt đầu. Let's go. Các em comment đáp án nhé. Thầy sẽ đọc tên ba bạn đầu tiên comment đáp án nhanh nhất. Được chưa? Thầy sẽ đọc ba bạn đầu tiên comment đáp án nhanh nhất. Nha. Chúng ta bắt đầu này. Hello. Uầy. Gạo gạo B. Bông bông. Antofan. À, chào Cấm Quỳnh. Thầy bắt đầu nhá. Ô, rõ lắm rồi em. Nét căng như Sony, em có thể quay ngang ra cho thầy. Thầy quay bằng iPhone X mà. Kim loại nào sau đây có thể tan trong dịch H3 đặc nguội? Những bạn nào mà thấy mờ thì chắc là do đường mạng của em đấy. Thì em có thể xem lại về tường xong rồi chốc để em xem lại nhá. Nhá, được chưa? Chắc là do đường mạng đấy. Trần Thành Quan Danh này, Quang Thành này, Thu Mun này, Thúy Vân này, Lê Thị Hạnh này. Thế thì bây giờ kim loại sau đây có thể tan trong dịch H3 đặc nguội, nên chúng ta chú ý cái từ đặc nguội. Đặc nguội thì ta có gì nhỉ? Sắt, nhôm, chrome thì bị thụ động. Chỉ nhớ thầy cụm từ đấy thôi. Sắt, nhôm, chrome. Bạn nào quên thì phải ăn crust. Phải ăn crust thì bị thụ động. Đấy, có nghĩa thụ động là không phản ứng. Vậy mình có này. Đây đầu bài hỏi chúng ta có thể tan. Thì chrome là không tan, sắt không tan, nhôm không tan. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Được chưa? Mình sang cái câu số 2. Các em comment đáp án nhá. Mi Hoàng 2C, Huyền Trang 2C, Hoàng Thị Vân 2A. Cho các chất sau, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất. Nhiệt độ sôi thấp nhất. Thế chúng ta cần lưu ý 189 bạn đang theo dõi video này chị mà. Các em nhanh tay xe lại về tường nhá. Đây là thầy nhắc lại, đây là chúng ta học lại từ mất gốc. Mất gốc. Thầy chữa rất chậm. À, Nguyễn Hữu Hiếu 2C, Lê Thị Hạnh 2D, Hồng Ngân 2A. À, cho cái sau các em comment thật nhiều vào, comment đáp án thật nhiều vào để thầy đọc được tên, làm sao mà được thầy đọc tên. À, thầy sẽ đọc tên ba bạn đầu tiên trả lời đúng nhất nhá. À, cho cái sau chất có nhiệt độ sôi thấp nhất. Thì mình lưu ý này. Cứ có liên kết hydro thì nhiệt độ sôi cao. Lưu ý thầy, cứ có liên kết hydro thì nhiệt độ sôi. Thế những thằng nào có liên kết hydro? Các em chỉ nhớ này, những thằng có liên kết hydro là có nhóm OH. Những thằng có nhóm COOH là nó có liên kết hydro. Vậy này, thằng này nhiệt độ sôi cao, thằng này nhiệt độ sôi cao. Được chưa? Nhớ nha. Tiếp tục này. Ra hai thằng mà không có nhóm OH hay là không có liên kết hydro thì mình so sánh gì? Thì lúc đấy mình so sánh đến phân tử khối. Phân tử khối càng lớn thì dẫn đến nhiệt độ sôi càng cao. Phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao. Vậy anh này chắc chắn phân tử khối lớn hơn rồi, nên nhiệt độ sôi cao hơn. Vậy nhiệt độ sôi thấp nhất là C2H6C. Các em hiểu không? 207 bạn đang theo dõi video livestream thầy rồi. Thank you tất cả các em, thank you cái sự chia sẻ của em, thank you các người anh em thiện lành của thầy. Bây giờ các em nhanh tay xe lại về tường. Những bạn nào mà chưa xe nhá, không là trôi đấy. Bởi vì các em nên nhớ là cái chuỗi này, chuỗi thầy chữ 20 đề liên tiếp luôn. Cực kỳ kinh điển luôn. Nên là không xe lại là không có những skin độc, không có những chiêu độc để mà học, để mà thi đâu. Mình tiếp tục nhá, thầy che tí cho các bạn làm cho ổn ổn. Thầy bắt đầu tiếp sang câu số 3. 3 như các bạn Trương Minh Thư đầu tiên này, Quý Trần này, Dương Việt Dũng này, Tô Minh Ánh này, Huyền Trang. Và khá nhiều bạn. Nguyễn Hữu Hiếu nữa. Chất nào sau đây vừa tác dụng HCl, vừa tác dụng NaOH? Thế thì chú ý là mình nhận diện đây, anh này là anh trung tính này. Vứt này. Anh này thì cũng không thể, anh này chỉ tác dụng NaOH không tác dụng HCl. Anh này chỉ tác dụng với lại NaOH không tác dụng HCl. Và đây chỉ có này. AlOH 3 lần, anh này là hydroxit lượng tính. Hydroxit lượng tính. Thế em cần lưu ý cho thầy những cái anh mà hydroxit lượng tính. Có 5 anh hydroxit lượng tính, nốt lại cho thầy. 5 anh hydroxit lượng tính. Lưu ý những cái này là những cái thi đại học đấy. Rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. 5 anh hydroxit lượng tính. AlOH 3 lần này, ZnOH 2 lần này, CrOH 3 lần này, SnOH 2 lần này, PbOH 2 lần này. Đấy. Và tương ứng với 5 anh này thì lại có các oxit tương ứng Al2O3 này, ZnO này và Cr2O3. Đấy, chúng ta nhớ những anh này, những anh hydroxit lượng tính. Ok.
Vậy đây là ALOH 3 lần thì vừa tác dụng HCl và tác dụng giải hoạt nha. Câu số 4. Câu số 4. Đợi một chút cho các bạn loát tí nhỉ. Nào, câu số 4 ở các em. Số 4 đáp án gì? Số 4 đáp án gì nào? Số 4, cảnh 4A. Wow. Linh chương 4A. Thu môn 4A. Đủ 3 bạn rồi. Dương Việt Dũng. Hello. 4 nhá. Phenol không có khả năng phản ứng với chất nào sau đây? Không có khả năng, các em lưu ý nhé. Thế mình lưu ý này. Phenol thì tác dụng từ brom tạo thành kết tụ màu trắng. Tri-brom-phenol. Tác dụng là NaOH bởi vì anh phenol có tính axit yếu. Được chưa? Tác dụng ấy. Natri bởi vì phenol có nhóm OH. Phenol này. C6H5OH. Anh này có nhóm OH. Nên tác dụng natri. Axit yếu. Nên là đớp nhau với NaOH. Bước brom tạo kết tụ trắng. Lại tiếp. Vậy chỉ không ăn NaCl. Đáp án này. Được chưa? Đấy, rất dễ. Mình sang tiếp câu số 5 nào các em. Câu số 5 nào. 5 đáp án gì? Quý Trần, bạn đầu tiên comment đáp án nào. Hello Quý Trần. Nào. Wow, được 195 lượt xe. Các em nhanh tay xe tiếp. Lê Thị Hạnh, Thúy Vân, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hiếu, Linh Trương, Nguyễn Phương Nhi, Thu Môn là những bạn đã comment đáp án. Câu này này không phải tính chất vật lý chung của kim loại. Thế tính chất vật lý chung của kim loại là những cái gì? Ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt. Mỗi tính cứng là không phải tính chất vật lý chung. Đáp án đúng, đáp án B nha, tính cứng. Câu số 6. Nước đá khô không nóng chảy mà dễ thăng hoa nên được dùng để tạo thành môi trường lạnh và khô, rất thuận tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là. Đấy, nhiều bạn chết câu này lắm. Nhiều bạn cực kỳ chết câu này. Thầy chờ đợi. Nước đá khô này đôi khi là còn được dùng làm mây khói, tạo mây khói trong táo quân đấy các em ạ. Nước đá khô là gì? Nào, thầy đang chờ đợi những câu trả lời đầu tiên của nước đá khô. Trong lúc mà thầy chờ đợi thì thầy có giới thiệu các em một chút là hiện tại thầy có mở một lớp offline. Offline dành cho các bạn mất gốc. Mất gốc. Học lại từ đầu. Học lại từ đầu của chương trình lớp 12 tại cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa. Bạn nào muốn lấy lại gốc, học lại từ đầu năm lớp 12 thì liên lạc với thầy inbox để đăng ký lớp online mới này nha. Thấy chưa? Nguyễn Ngọc Trâm, Lê Thị Hạnh, Huyền Trang, Quý Trần, Nguyễn Trinh, thì nhìn lướt qua thì có cả C và có cả A. Các em chú ý, những bạn nào mà ở gần Hà Nội thì có thể bảo các bạn đến đây gặp thầy để thầy có thể giúp đỡ cho các em. Nước đá khô là siêu hài lắm. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Chúc mừng tất cả các bạn comment đáp án đúng là đáp án C. Mình sang câu tiếp theo, câu số 7 nhá. Phương trình hóa học nào sau đây là không đúng? Phương trình hóa học nào sau đây là không đúng? Có rất nhiều bạn đang follow thầy và không biết là thầy đang live stream bây giờ. Rất là mong muốn nhờ 185 bạn đang theo dõi video live stream thầy share xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. Để mà cho các bạn cùng có thể nhìn thấy, để cùng có thể biết được rằng là thầy mình đang live stream. Cảm ơn các em, và đáp án đúng chúng ta là 6C. Bây giờ mình sang câu số 7 nào. Phương trình hóa học nào sau đây là không đúng? Sao em cứ bị mờ, tuyết mù hại, chắc là do mạng của em ấy. Em share lại về tường thì chắc là được thôi. Khẩn trương các em giúp thầy share xong rồi tag các bạn vào trong video live stream nhá. Không, các bạn lại không biết thầy đâu. Thầy nghi là nhiều bạn không biết ấy. Nên là các bạn đôi khi là còn không biết là thầy live stream ấy, khổ thân lắm. Nhá. Cực kỳ khổ thân luôn. Bảy, Mạnh Tạ Đức 7B, Tài Nguyên, Hoàng Thị Vân, Huyền Trang, Mi Hoàng, tất cả đều 7B. Phương trình hóa học không đúng. Thế thì SiO2. SiO2 chúng ta nhớ rằng là SiO2 là thủy tinh.
Thì thủy tinh thì thường được dùng để đựng HCl nên là SiO2 không thể tác dụng HCl được. Vậy không đúng là B. Thế còn rất đặc biệt, cái phương trình này rất đặc biệt nhé. SiO2 cộng HF, HF là một axit yếu nhưng lại có khả năng hòa tan thủy tinh. Đấy, nên các em cần lưu ý. SiO2 tác dụng với magie được, SiO2 tác dụng với carbon được. Vậy sai là SiO2 không bao giờ tác dụng được với HCl. Vậy không đúng là B. Mình sang câu tiếp theo, câu số 8. Các chất sau, chất có đồng phân hình học là. Đấy, các chất sau, chất có đồng phân hình học là. Câu số 8 này. Bây giờ thầy viết cho chúng ta nhìn nhé. Bút 2N. Bút 2N. Là này. Đây. Thầy dạy rất chậm. Propen. Từ mất gốc luôn á. Propen. 3 carbon. Anh này. Vẽ cho em dễ nhìn. Etan là anh này. Cuối cùng là propin. Là anh này. Wow, có rất nhiều bạn đang comment rồi. À, thì Nguyễn Phương Nhi, Phạm Thủy Anh, Thu Môn, Huyền Trang. Thế chúng ta chú ý rằng là để có đồng phân hình học yêu cầu đầu tiên là có liên kết đôi. Theo loại này. Loại này. Đúng chưa? Tiếp tục nhá. Sau khi có liên kết đôi rồi này thì chúng ta cần phải thỏa mãn điều kiện C nối đôi C A B C D. Và thỏa mãn điều kiện là gì nhỉ? A khác B, C khác D. Thế là A phải khác B, C phải khác D. Do A phải khác B, C phải khác D, vì vậy nên anh này giống như này, loại propen. Đáp án đúng là bút 2. À. Ok, thầy vừa kéo lên rồi. Các em nhìn rõ nha. Nhìn lại chưa? À. Đây rồi. Ok. Thầy kéo lên rồi đây. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9 nha các em. Những bạn nào mà không nhìn thấy thì các em xe lại về tường nhá. Xong tác các bạn vào trong video live stream này. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Nhỏ vài giọt dung dịch. Đúng rồi. Chính xác, bạn Bùi Văn Sơn comment rất đúng. Có liên kết giữa hai carbon và hai nhánh nó phải khác nhau. Thầy kéo lên rồi, Lê Thị Hạnh nhá. À, 174 bạn, sao tự nhiên lại đang tụt ý. 174 bạn đang theo dõi, nhanh tay xe lại về tường xem nào. Xe xong tác các bạn mà. Đuối thế. Tiếp tục sang câu 100. Sang câu số 9. Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột, thấy xuất hiện màu xanh. À, thế thì mình chú ý này. Thuốc thử đặc biệt với hồ tinh bột đó là iốt. Vài giọt dung dịch chất X xuất hiện cái tủa màu xanh. Thế thì chỉ có thể là iốt thôi. Nhưng iốt thì là phân vân giữa HI và I2. Thế chú ý rằng là HI là không thể nào mà biến hồ tinh bột thành màu xanh được, mà chỉ có I2 thôi. Đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Chỗ này là những cái kiến thức nho nhỏ về lớp 10 và lớp 11 này. Chắc chắn tương lai đề thi trung học thông quốc gia sẽ có một vài câu về kiến thức nho nhỏ lớp 10, lớp 11. Thế nên là thầy mới mở ra cái chỗ việc làm học từ mất gốc cho các em. Không biết gì mất gốc vào đi học được hết. Chính xác, có khá nhiều bạn nào comment đúng. À, bạn Linh Trương, Cao Khang, Nguyễn Phương Nhi, Thu Mùn. Thầy thấy một cái tên khá quen thuộc trong buổi tối ngày hôm nay, bạn Thu Mùn. Chào Mạnh Hưng, Huyền Trang, Yến Nhi, Hiếu Xuân, Tô Minh Anh. Rồi, bây giờ chúng ta sang câu số 10 các em nhé. Thầy nhắc lại là do là thầy chữa cho các bạn mất gốc nên thầy chữa hơi chậm. Và bởi vì thầy chữa chậm nên là tất cả các buổi livestream này thầy chỉ chữa đến câu số 32 thôi. Thầy chỉ chữa đến câu số 32 thôi. Nên các em chú ý theo dõi nhá. Cực kỳ chậm đấy. Những bạn nào mà chưa có điều kiện theo dõi livestream thì các em có thể share lại về tường, xong rồi tag các bạn vào trong video livestream này. À, câu số 10. Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ? Wow. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Thế thì tất cả bọn này đều là hợp chất của carbon. Trừ bọn gì? Trừ cyanua. Cyanua hợp chất có đuôi HCN trừ. Thế mình nhìn nhá. Anh này CH4 metan hữu cơ vớt. Anh này CH3 COH quá quen axit acetic vớt hữu cơ. Anh này HCONA muối natri vớt. Vậy chỉ có HCN acid. Đúng không? 10C. Wow. Xem nào. Cảm ơn bạn Mạnh Tạ Đức, Hoàng Lê, Gia Cát Khổng Minh, Mai Minh Ánh, Linh Trương, Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Tất cả các bạn đều đã comment đúng đáp án câu số 10. Và khá là nhanh. Rất là tốt. Nào bây giờ các em đã có máy tính sẵn sàng chưa nào? Máy tính sẵn sàng chưa? Thầy có lịch live stream. Có lịch live stream nhá. Cố định là vào tối thứ 2 và tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng mà đợt này thì tùy. Các em phải follow, phải đặt xem trước thầy. Bởi vì thầy sẽ thường hay là báo trước
Các em chú ý nhé, thầy sẽ thường hay báo trước lịch livestream thầy trong 1 tiếng rồi. Thế nên là các em cần chú ý là follow xem trước của thầy. Đặt follow này, nhớ follow thầy xong rồi đặt lịch xem trước. Để mà thầy có lịch livestream thầy sẽ báo trước các em trong vòng khoảng độ tầm 1 tiếng đến 2 tiếng nhé. 8 câu còn lại thì thầy sẽ đăng cái file ảnh có giải chi tiết ở trong nhóm của thầy. Đấy chưa? Câu 11, Dương Hồng Quân, Kiệt Tuấn rất tốt. Câu 11 cho mg hỗn hợp gồm magie và nhôm. Các em nhìn thấy không nhỉ? Ôi, pin thầy còn 20% này. Đừng thế chứ. Câu 11 cho mg hỗn hợp X gồm magie và nhôm vào dung dịch HCl dư. Vào dung dịch HCl dư. Thu được khí chúng ta là khí hydro. Số mol khí bằng 0,4. À, mặt khác cho hỗn hợp này vào với là AH dư thì thu được khí hydro bằng 0,3. Em chú ý nhá, magie không tác dụng với AH. Vậy tác dụng AH là chỉ có nhôm thôi. Magie không, nhôm có. Vậy số mol hydro này do nhôm sinh ra. Mình lưu ý tiếp này, một anh nhôm thì sinh ra 1,5 hydro. Lưu ý cho thầy nhá, đóng khung lại. Một anh nhôm sinh ra 1,5 hydro. Kể cả tác dụng với axit hay tác dụng với lại kiềm thì đều một anh nhôm sinh ra 1,5 hydro. Vậy thì có này, số mol hydro, số mol nhôm bằng 0,3 chia 1,5. Các em bấm máy tính đi, 0,3 chia 1,5 thì bằng 0,2. Nhưng sau đó tác dụng HCl thì cả anh magie và cả anh nhôm đều tác dụng HCl. Vậy hydro lúc này sinh ra xong phản ứng số 1, nó sẽ là hydro của thằng magie và hydro của thằng nhôm. 0,2 mol nhôm sinh ra 1,5 mol hydro. Vậy thì 0,2 mà nhân với 1,5 thì bằng 0,3. Mà ở đây tổng cộng là 0,4. Vậy 0,4 trừ 0,3 thì bằng 0,1. Vậy suy ra số mol magie bằng 0,1. Bởi vì 1 magie sinh ra 1 nhôm, 1 magie sinh ra 1 hydro. Đấy chưa? Vậy đề bài hỏi chúng ta giá trị của M thì mình có 0,1 nhân 24. Em bấm máy tính nhá. 0,1 nhân 24 cộng với 0,2 nhân 27 bằng 7,8 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment ở đáp án A. Wow, thầy thấy nhiều bạn quá nhỉ. Dương Hồng Quân, Kiệt Tuấn, Lê Thị Hạnh, Gia Cát Khổng Minh, Nguyễn Phương Nhi, Bông Bông. Rất tốt. Rất rất tốt. Đấy, các em cứ học cái này thì chẳng mấy chốc mà giỏi. Mất gốc chứ còn không có gốc cũng lấy được hết. Chỉ cần học thầy Minh Mirin thôi. Thầy cân hết, thầy cân tim. Có em chỉ cần học với thầy là chắc chắn khổ. Hello, nào chúng ta chiến tiếp câu số 12. Nghe vẻ câu số 12 có một chút gì đó nó hơi khó chịu. Nghe vẻ câu số 12 có một chút gì đó hơi khó chịu. Nhá. Các em cần lưu ý. Câu số 12 này. Thêm từ từ. Thầy vẫn đang chờ đợi những bạn mà comment đáp án đầu tiên đấy. Mạnh Hưng comment đầu tiên đấy. 12 này. Thêm từ từ V ml dung dịch NBaOH 2 lần. Tức là thầy cho BaOH 2 lần. Số mol là 0,1M nhân với V thì bằng 0,1V. Vào 120ml dung dịch HNO3. Số mol bằng 1 nhân với lại 0,12 bằng 0,12. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,37g chất rắn. À, thế thì chất rắn này đây mình chưa biết rồi nhé. BaOH 2 lần cũng có thể tồn tại chất rắn. Mỗn HNO3 là bay đi thôi. Được chưa? Chất rắn khan mình cũng chưa chắc chắn là chỉ mỗn BaNO3 2 lần. Bởi vì có khả năng là BaOH 2 lần sai dư. Nên thầy chỉ khác đây chất rắn này. Và cộng với nước. Đúng chưa? Khối lượng chất rắn bằng 17,37. Chúng ta phải tính ý. Chúng ta phải tính ý. Đúng không? Các em nhìn rõ. 17,37. Thế đây thì nghĩ ngay đi bảo toàn khối lượng. Tổng khối lượng các chất tham gia trước phản ứng thì bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng. Đúng không? Thế thì bởi vì là tổng khối lượng các chất trước khi tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau nên thì có 0,1V nhân với số mol 137 cộng 17 nhân 2 bằng 171. Cộng với HNO3 là 63 nhân 0,12 thì bằng 17,37 cộng với 18 nhân với lại số mol H2O. Và giờ mục tiêu chúng ta chỉ cần đi tìm số mol H2O là xong. Đúng không? Thế thì bây giờ để mà đi tìm số mol H2O ấy, thì các em cần lưu ý một điểm sau. Cực kỳ lưu ý một điểm sau. Ta có bản chất chúng ta là H cộng đớp OH trừ để tạo thành H2O. Thế vậy
số mol cộng chúng ta bằng 0,12 rồi. Số mol nó trừ chúng ta bằng 0,1V nhân 2 là bằng 0,2V. Số mol HIO tính theo chất xếp hết. Vậy HIO chúng ta có hai khả năng, hoặc bằng 0,12 hoặc bằng 0,2V. Được chưa? Thế vậy thì có trường hợp số 1. Trường hợp số 1, số mol HIO bằng 0,12 thì tìm được V luôn. Đúng không? Thì tìm được V luôn chứ còn gì nữa. Thì có luôn này. 18 nhân 0,12 cộng 17,37 trừ đi 63 nhân 0,12 bằng chia cho 17,1 bằng 0,7. 0,7 có 700 bằng 0,7. Nhưng từ từ ăn tô, chúng ta phải test thử đã. Nếu V bằng 0,7 nha, thì số mol anh này bằng 0,07. Đúng không? 0,07 thì số mol nó mắt trừ bằng 0,14. Đúng chưa? Thế mà số mol nước đang tính theo 0,12, thỏa mãn. Tính theo hoạt cộng mà. Được chưa? Thế vậy, em hiểu không nhỉ? Chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải thử lại một chút. Câu này hơi khó một chút, đúng không? Vậy câu số 12, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 700. Ok. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 13. Câu số 13. Và có rất nhiều bạn đang vào theo dõi video live stream của thầy. Các em giúp thầy share, nhanh tay share và tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. Hiện tại đang có rất rất nhiều bạn đang quay lại vào xem video live stream. Làm sao để cho team học của thầy Minh Merlin phải chất nhất của đất, cực kỳ chất. Các em giúp thầy xem lại về tường nhá. Xong tác các bạn vào đây. Mình có câu số 13. Phép biểu nó sau đây không đúng. Tính dẫn điện của kim loại bạc tốt hơn kim loại đồng. Bạc chắc chắn tốt hơn đồng, vì vậy phép biểu này đúng. Vứt, đúng không? Đây đề bài đang hỏi không đúng nhá. Không đúng. Thầy mở sang trang mới. Các em đi đợi thầy tí xíu, thầy mở sang trang mới. Tiếp tục. B. Là các kim loại kiềm nhóm 1A đều có cấu trúc lập phương tâm khối, cái này cũng đúng. Từ phốt pho và NO3 đặc nóng có thể điều chế được H3P4. Đúng. Có thể dùng khí CO để làm khô khí HCl có lẫn hơi nước. CO để làm khô khí HCl. CO nó là oxit trung tính. Trung tính thì không thể làm khô được bất kỳ cái gì. Đáp án sai, đáp án dễ. Ok. Dễ dàng không em? Đấy, giờ mình sang câu tiếp theo nhá. Sang câu 14. Vừa nãy là hơi trục trặc một chút nên là nhiều bạn là chưa comment được. Bây giờ thầy lại đọc tiếp cho các bạn comment nha. Tiếp tục mình sang câu tiếp theo, câu số 14. Bạn Mạnh Hưng comment đúng này. Bạn Nguyễn Tuấn comment đúng, bạn Lê Thị Hạnh comment đúng. Các em thấy thầy dạy chất không? Nếu mà thấy thầy dạy chất thì tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này giúp thầy nha. Để yên thầy ngó qua lượt xe chút xem nào. Để yên thầy ngó qua lượt xe tí xem nào. Bao nhiêu xe rồi các em? Xem có lượt xe hôm nay được bao nhiêu. Liệu hôm nay lên được 1k là xe không? Hy vọng hôm nay lên được 1k là xe. Mới được có 283 lượt xe thôi. Vẫn là ít hơn so với kỳ vọng của thầy. Mình sang tiếp tục câu 14 nhé các em. 14 Nguyễn Tuấn, 14A, Mạnh Hưng 14A, Lê Thị Hạnh 14A. Chúng ta thấy bạn Lê Thị Hạnh comment rất nhiều và rất đúng từ trước đến giờ, từ nãy giờ. Đấy các em chú ý rằng là cái việc mà đặt follow và đặt xem trước thầy rất là quan trọng. Bởi vì Facebook bây giờ đang giảm tương tác. Thì chỉ có những người mà đặt follow và xem trước thầy thì mới có thể theo dõi được và nhận được thông báo mà lúc thầy live stream và tương tác thật nhiều thôi. Tiếp tục sang câu dụng 14. Cho M gam hỗn hợp gồm M gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và FeO tác dụng vừa đủ nhé với dung dịch chứa H2S4. Mình tìm được số mol luôn. 1 nhân 0,1 thì bằng 0,1. HCl, số mol HCl bằng 1 nhân với 0,1 cũng bằng 0,1. Và chú ý cụm từ đây cũng vừa đủ nha. Thế ở đây vừa đủ là gì? Chúng ta nhìn điểm chung này. Giữa H2S4 và HCl, điểm chung là nó là gì? Đều cung cấp cho ta H cộng. Đúng không? Số mol H cộng bằng số mol H4 có 2H cộng này, nhân 2 này, 0,1 nhân 2. Cộng với HCl có 1H cộng này, 0,1 nhân 1 này, bằng 0,3 này. Mình nhìn này, bản chất, chúng ta học hóa là phải hiểu bản chất. Bản chất của phản ứng này là oxy trong oxit của CuO và Fe2O3 bị ăn bởi H cộng. Vậy ta nhìn nhé, vậy là oxy trong oxit bị ăn bởi H cộng để tạo thành H2O. Ăn mấy H cộng nhỉ? Ăn 2. Số mol H cộng bằng 0,3. Vậy tìm ngược lại được bằng 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Vậy là
ta có 0,15 mol oxy trong oxit của hỗn hợp. Thế cũng cái hỗn hợp này cũng hỗn hợp CuO FeO3 FeO. Lúc này cho tác dụng với hỗn hợp khí gồm CO và H2. Ở đây cần tối thiểu để khử hoàn toàn. Thế mình cũng phải ngó qua bản chất. Bản chất của việc CO và H2 khử hoàn toàn đấy chính là oxy trong oxit ăn CO hoặc ăn H2. Rất may nó đều tạo thành CO2 hoặc H2O theo đúng tỷ lệ 1:1. Vậy số mol oxy trong oxit, hay nói cách khác, số mol oxy trong oxit chính bằng số mol CO cộng H2 và bằng 0,15 các em. Vậy đến đây ta tìm được số mol bằng 0,15 nhân với 2,4 bằng 3,36 nghìn. Đáp án đúng đáp án này. Nghe giảng này các em có hiểu không nhỉ? Thì nghĩ là chắc là nhiều bạn hiểu ạ. Nguyễn Tuấn ok, Mạnh Hưng ok, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Ngọc Quang Vũ, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Phương Nhi. Rất tốt. Có rất nhiều bạn. Bây giờ chúng ta đã sang phần dễ rồi. Các em comment mạnh tay nhá. À, câu 14 là những bạn nào mà chưa hiểu ấy thì các em có thể là xem lại về tường. Xong rồi tag tất cả các bạn, các em có thể xem lại về tường để lúc sau em có thể bật cho em tua là em xem lại được nhá. Chú ý rằng là các cái buổi livestream này thì thầy sau khi livestream thầy sẽ ẩn file đi. Nên là nếu bạn nào mà không xem lại thì nào không học được thì rất là tiếc cho các em. Mình có câu số 15. Nào các em cùng comment câu 15 nào. Câu 15 dễ rồi. Dung dịch đặc sao đây khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4 trong môi trường H2O4. Thế phân tích cho các em một tí, KMnO4 là có tính oxy hóa mạnh. Oxy hóa mạnh. KMnO4 là tính oxy hóa mạnh đấy. Và bởi vì KMnO4 là nó có tính oxy hóa mạnh. Nên. Wow, nhiều bạn rồi. Nguyễn Tuấn 15C, Gia Cát Quảng Minh 15C, Nguyễn Phương Nhi 15C. Lớp 12 Đoàn Minh Tài nhé. Thầy đang live stream cho lớp 12 đề số 001 trong bộ đề 20 đề của thầy Minh Mia Linh. Rất nhiều bạn đã in đề và làm đề này rồi. Nào câu 15. Dung dịch nào sau đấy khả năng làm mất máu dung dịch KMnO4? Vậy là dung dịch nào có tính khử? Tính khử thì làm mất máu KMnO4. Mình chú ý này. Đồng 2 cộng không có tính khử, vứt. Sắt 3 cộng không có tính khử, vứt. Sắt 3 cộng cũng không có tính khử nữa, vứt. Vậy chỉ có thể là FeS4. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta sang một số câu mắc phê. Những câu lý thuyết học sinh sợ nhất. Nên nhớ rằng những học sinh học thầy Minh Mia Linh thì không bao giờ bị chết. Lớp 10 vẫn phải vào học đấy em ạ. Tại không bao giờ sợ lý thuyết hết. Có Rơm Coca vào chào các em Tiến nhỉ. Rơm Coca là một trong số những học sinh 2000 của thầy. Giờ Rơm Coca đang học trường Đại học Giao thông Vận tải, đúng không? Cơ sở miền Bắc. Học khá là tốt. Hóa ngày trước được tận tay để dạy. Nào các em cùng comment đáp án câu số 16 à. 16 Nguyễn Tuấn là bạn comment đầu tiên. 16A. Nào, khẩn trương để được xướng danh lên trên này nào. Nguyễn Tuấn 16A, bạn đầu tiên. Nguyễn Tuấn bé lên 3 16C. Bé lên 3 16C. Tiếp tục đi nào các em. Mạnh mẽ nào. Mạnh mẽ nào các em. Mới có 2 bạn thôi. Chưa có gì gọi là khởi sắc cả. Chưa có gì gọi là đặc biệt ạ. Ok, Đoàn Minh Tài cứ xem anh chị học nhé. Nguyễn Phương Nhi 16A. Để một miếng gang ngoài không khí ẩm sẽ xảy ra mòn điện hóa. Đúng, chính xác. Có sắt carbon hai cực. Kim loại cứng nhất là wolfram. Chính xác tiếp. Hòa tan F3O4 bằng HCl vừa đủ thì thu được dung dịch chứa hai muối. Hai muối đó là FeCl2 và FeCl3. Bởi vì Fe3O4 là hỗn hợp của FeO và Fe2O3 tỷ lệ 1:1. Nhớ nhá. Vậy đúng tiếp. Khi điện vân nóng chảy điện cực trơ tại cathode xảy ra sự oxy hóa ion Na cộng. Chúng ta lưu ý này, NaCl mà điện phân nóng chảy thì tạo thành Na cộng cộng Cl trừ. Cathode là nơi cation ion đúng. Vậy đến vậy cathode đúng này, Na cộng biến đổi đúng này, nhưng xem sự oxy hóa có đúng không nhá. N đây là biến về Na không, Na cộng về Na không, khử tăng O giảm, khử cho O nhận. Vậy Na cộng đóng vai trò là chất oxy hóa, khử cho O nhận mà. Vậy phải là sự khử. Vậy sai chỗ sự oxy hóa, phải là sự khử. Rất nhiều bạn chết ở chỗ này. Câu số 5. Không thể dùng khí CO2 để dập tắt đám cháy magie hồng nhôm. Chính xác, bởi vì CO2 tác dụng với magie hồng nhôm theo phương trình phản ứng sau. CO2 cộng magie để tạo thành carbon cộng MgO. Chết luôn. Đấy chưa? Vậy ở đây thì có 1 nhận định đúng, 2 nhận định đúng, 3 nhận định đúng.
Đúng không? 3 nhận định đúng. 4 nhận định đúng. Có anh này sai này. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à. Nhá các em nhá. Nhìn kỹ chưa? 16 đáp án đúng chúng ta đáp án này. 1 2 3 5. Mình sang câu tiếp theo, câu số 17. Cho phát biểu sau. Có mấy đáp án nào? Khẩn trương. 17. Thầy đang chờ đợi những cái bạn mà comment đầu tiên. Câu 17. Bây giờ thầy cứ thả thính dần dần. Glucose không tham gia phản ứng cộng hydro. Sai, có. Có chứ. Để tạo thành số piton mà. Mạnh Hưng 17 đây, Nguyễn Tuấn 17 đây rồi. Methylamine làm quỷ tí ẩm đổi thành màu xanh. CH3NH2. Chính xác, quỷ tí ẩm đổi thành màu xanh. Đúng. Võ Hoàng Hưng, Nguyễn Phương Nhi, Việt Tuấn, Thanh Tâm. Tất cả đều đang chung đáp án đây. Đa số các polymer không tan trong các dung môi thông thường. Đa số không tan dung môi thông thường. Đúng. Polymer thường nó không tan trong nước, nó bền mà. Rồi 3 đúng. Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. Cái này cũng đúng rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. 2, 3, 4. Rất tốt, thầy thấy rất nhiều bạn comment đúng. Chính xác. Rồi mình sang câu tiếp theo. Câu số 18 nha các em. À, lúc nãy gần hai, lúc nãy được hơn 200 bạn học, bây giờ chúng còn có 127 bạn học thôi. À, các em nhanh tay xe lại về tường nhé, xong tác các bạn vào trong video livestream này nhé. À, nhất là những bạn mất gốc, tìm mất gốc, được chưa? Tìm mất gốc học thầy. Khẩn trương nào. Nguyễn Tuấn 18B, tốt. Bạn comment đầu tiên Mạnh Hưng 18B. Bạn nào đó nhỉ? Lê Thiện 18B, hình như B đúng chính xác. Trong nghiệp nhôm được sản xuất bằng pháp điện phân nóng chảy AlCl3, Al2O3 mới đúng. Còn AlCl3 không nhá, bởi vì thằng này có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ nóng chảy nên là không thể dùng anh này. Nhưng nhiều bạn bị nhầm. Câu 19. 19. Tonitron. À. Tonitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải, may quần áo ẩm. Trùng hợp chất nào sau đây để tạo thành polymer để sản xuất tonitron? Gợi ý này, tonitron đi từ vinin cyanua. Gợi ý tí đấy. Nitron đi từ vinin cyanua kìa. Nào. Câu này thi học như bạn chết lắm, rụng như kiểu là sung rụng luôn. Mình đang ở câu số 19. Wow. Thầy Mạnh Hưng này, tuyên dương các bạn Mạnh Hưng này, Quang Đoàn, Huệ Đỗ, Nguyễn Tuấn, Linh Trương. Thầy thấy tên mà Linh Trương khá quen ngày hôm nay rồi. Dương Công Dân, Tô Minh Ánh, Nguyễn Phương Nhi, Thu Mun, Lê Thị Hạnh. Wow. Vinin cyanua. Vinin cyanua. À. Đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Đấy. Chào Hải Ly, học sinh offline cũ thầy. Mình sang câu tiếp theo, câu số 20 các em nhé. Câu số 20. Tiến hành thí nghiệm với các chất hữu cơ X, Y, Z, T đều trong dung dịch. Kết quả được ghi ở bảng sau. Chất X làm nước màu rôm, có kết tủa trắng. Vậy thì cái chất X của chúng ta có thể là phenol, có thể là anilin. Đúng chưa? Chất X chúng ta có thể là phenol, có thể là anilin. Thế thì vậy, ngay lập tức thì nhìn ra đáp án phía này. Thầy có này. Phenol, anilin, phenol được, glycerol vứt. Đúng chưa? Tiếp tục nha, mình lại nhìn tiếp. Mình lại nhìn tiếp. Vất vả tí tại vì thầy in thành sách. Sách này là mình chữa rất nhiều cho các em đấy. Wow, đã có bạn comment đáp án rồi. Mạnh Hưng này, Huệ Đỗ, Gia Cát, Quảng Minh, Lê Thị Hạnh. Tên đi này em khá quen rồi. X, Z tác dụng COH lần tạo dung dịch màu xanh lam, chứng tỏ nó phải là OH đa kề. OH đa kề thì có thể là glu, có thể sắt, đều được. YZ. Nhìn này. Glu, gly được. Glu, gly được. Sắt lòng trái trứng không được. Loại C. Được chưa? Giờ mình còn phát cuối cùng. Y và T. Mình còn phát cuối cùng nhá, Y, T. Dung dịch AgNO3 trong người 3 đun nóng, kết tủa và trắng bạc, chứng tỏ có chó hoặc HCOO rồi. Đấy. Có chó hoặc HCO rồi. Etin acetat. CH3COO C2H5 vượt. Etin format HCOO CH5 lấy. Người đáp án đúng mình đáp án B. Các em thấy kinh chưa? Thầy dạy cho các em chuẩn từ mất gốc. Thầy mình nói là Việt Nam nói là các em sẽ được trải nghiệm việc học online như offline. Các em nhìn team offline thì mình nói
nhìn lên đông và cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà không những vậy, nó đông và còn chất nữa cơ. Các em hoàn toàn có thể inbox bất kỳ một bạn học offline nào của thầy để biết được độ chất khi mà học offline như nào, đúng không? Lady Hạnh, ok. Bé Lên Ba, Linh Trương, Vicky Hoàng, Tô Minh Ánh, Giờ Sang 021, Nguyễn Tuấn comment rất nhanh. Thầy có quyển đề, đúng rồi em, quyển đề này quyển đề mà do thầy in đấy. Thầy in dành cho tất cả các bạn và các em cùng học. Các em nhớ mai lên lớp buổi đầu tiên cho năm mới, hãy nói với tất cả các bạn và các em rằng là hiện tại đang có một cái chuỗi live stream cực kỳ chất do Minh Mielin ông làm, dành cho team mất gốc. Những bạn nào mất gốc chui hết vào đây, thầy sẽ lấy lại gốc cho các em trong vòng 1 tuần đến 2 tuần ngắn ngủi thôi. Câu 21, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Rất rất nhiều bạn sợ cái kiểu này, nhưng học trò của mình không bao giờ sợ. Gia Cát Khổng Minh, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Phương Nhi, Mạnh Hưng, Thu Mun là những bạn đã comment rất nhiều từ đầu buổi đến giờ, rất tốt. Minh Nhi du học Nhật Bản có khỏe không em? Một bạn học sinh học online của thầy đang theo dõi. Mạnh Hưng 2D, Nguyễn Ngọc Trâm. Mạnh Hưng, tư em, trong phân tử peptide mạch thở chứa N gốc alpha amino acid thì có N-1 liên kết peptide, cái này đúng đấy. Trong phân tử các alpha amino chỉ có một nhóm amino, sai, và một nhóm CoH nữa. Tất cả peptide được y tan trong nước, sai, có peptide tan đấy. Tất cả các dung dịch amino acid đều không làm đổi màu quỷ tím, sai, lysine thì thành xanh, acid glu thì thành đỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A đấy. Chính xác chúng ta là đáp án A. Nguyễn Tuấn bình tĩnh ạ. Hết sức bình tĩnh nha. 125 anh em thiện lành của thầy đang theo dõi video live stream nhưng mà mới có 297 xe thôi. Sao lại ít xe thế này? Hình như là các bạn này đang chưa xe thầy. Những bạn nào mà chưa kịp xe thì xe ngay đi nhé. Không là chốc nó trôi mất là thầy không chịu trách nhiệm đâu. Các em ạ, xe nhanh về tường đi. Hello, chúng ta tiếp tục nhé. Sang câu số 22. Câu 22 này, Mệ Đỗ Linh Trường, rất tốt. Cho các chất, số chất tác dụng, cho các chất, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Wow. HCO3 lưỡng tính, ăn NaOH một cháo. CO trung tính, không ăn axit, không ăn bazơ. ALH 3 lần lưỡng tính, ăn lúc nãy vừa ghi rồi. FeOH 3 lần không ăn NaOH, vứt CO2 ăn NaOH để tạo thành Na2CO3, lấy NH4HCl có NH4 cộng ăn NaOH cho chúng ta một cái khí mùi khai. Vậy là có 1 2 3 4 đáp án đúng, đáp án gì? Thầy xóa đấy quan đoàn ạ. Những bạn nào mà không theo dõi live stream chốc là thầy ẩn đấy, nên các em xem về tường thì còn nhìn được. Những video này thì thầy sẽ ẩn này, còn là các video về sau ấy, thì là thầy sẽ xóa đấy. Những video nào tính phí thì thầy sẽ xóa. Nên là để an toàn nhất, những lúc mà các em không thể xem được vào do mạng ấy, thì các em nên đăng ký cái nhóm trả phí với cô Ngọc Anh ấy. Thầy vừa tag tên vào thì các em có thể xem, có thể học, có thể theo dõi đầy đủ các buổi live stream này. Và còn được báo trước một ngày, không bị lỡ. Câu 23, khi cho kim loại sắt vào lượng dư dung dịch chứa chất X, sau khi kết thúc phản ứng thu được sản phẩm đồng mối sắt 2, chất X có công thức khoa học là kim loại sắt nhá, vào lượng dư dung dịch chứa chất X, chú ý là để X dư. Mình lưu ý này, nếu vào H24 đặc nóng dư ấy, thì sắt không thể tồn tại mối sắt 2 được. Đây này, thu được sản phẩm mối sắt 2. Thế thì để thu được sản phẩm là mối sắt 2 mà H24, giả sử H24 đặc nóng dư thì chắc chắn là sắt này lên sắt 3 rồi. Cái loại A này, H2O3 vậy, đúng không? H2O3 vậy. Vậy thì chúng ta chỉ có MgF4 thì càng không phản ứng, sắt không tác dụng với MgF4, đúng không? Chết rồi, pin thầy còn 10% thôi các em ạ. Các em xe nhanh không là tí nó là đi đấy, còn có 10% thôi nhá. Loại gì? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Mình sang tiếp tục. Thiên sứ già xe cho tất cả các bạn ở trường của em theo dõi về live stream thầy nhá. 24, chúng ta còn 8 câu nữa. Chúng ta còn 8 câu nữa. Chúng ta đang đến câu số 24 rồi. 108 các bạn đang theo dõi live stream. Isoamin acetat là một este có mùi chúa chín. Công thức cấu tạo của este này là, thế thì isoamin acetat đây, CH3COO, chú ý này, isoamin 5 carbon này. 1, 2, 3, 4, 1 carbon chia dưới. Thấy chưa? Chia dưới này.
Thế vậy CH3CO nhé, CH5CO vứt này. CH3CO nhưng mà thằng này có mỗi carbon vứt tiếp này. Anh này có 3 carbon vứt tiếp này. Đáp án đúng chúng ta đáp án. À. 24 đáp án là thầy thấy rất nhiều bạn comment từ đầu rồi. Thu Mun này, Linh Trương này, Nguyễn Phương Nhi này, Lê Thị Hạnh, Quý Trần. Rất tốt các em. Mình sang câu số 25 nhé. Đây là chữa câu dễ. Các em chú ý tại sao thầy lại bảo với lại các bạn mất gốc là cần thầy chỉ chữa câu 32 câu thôi. Bởi vì như các em biết. Với các bạn mất gốc. Mà lấy lại comment từ đầu đến giờ buổi đến giờ. Đúng chưa? À, mình có này. À, câu số 25. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỷ tinh thành đỏ? Chú ý cụm từ là không làm đổi màu nhé. Quỷ tinh thành đỏ. Nhiều bạn đã chết nhục nhìn cái từ thành đỏ là tô ngay thằng CH3CH chết. Thằng này làm đổi màu quỷ tinh thành đỏ này. Anh này có nhóm CH làm đổi màu quỷ tinh thành đỏ này. Anh này có hai nhóm CH làm đổi màu quỷ tinh thành đỏ này. Vậy không làm đổi màu quỷ tinh thành đỏ thấy có một nhóm CH, một nhóm NH đổi màu quỷ tinh thành đỏ. Gì? Đấy chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 26. Đúng rồi. Quang Đoàn chính xác đấy, xe mạnh vào để thầy có động lực làm, chính xác luôn. Bạn Quang Mạnh nói rất đúng. Đấy. Các em xe thật mạnh vào để thầy có động lực, thầy còn livestream còn vài tháng nữa thôi chứ thầy đau học lắm. Hiện tại thầy đang rất đau học. Các em biết rằng là một người dạy offline nhiều như thầy mà đã cắt thời gian livestream cho các em thì rất là kinh khủng đúng không? À, số chất trong dạy trên tác dụng đến nước bột điều kiện thường. Lưu ý thầy là điều kiện thường nhé. Điều kiện thường. Ethylene nối đôi có, hexan không. Hemoin có. Anilin có. Cumen không. Butmolin có. Benzen không. Styren có. Metin metacrylate. Có nối đôi có. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh. Được chưa? Tổng cộng có 6 anh. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Em chú ý nha. 27. 27 chất chơi tí nào. 27 hơi bị chất chơi tí. 27. 27 nhá. Em lo này. À, chất hữu cơ công thức phân tử C8H15O4N. Nhá. Khi chất X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được sản phẩm chất Y gồm đây chất X đây. Vậy chất X này mà cộng này với NaOH này để tạo thành này chất Y này cộng với C2H6O này cộng với lại CH4O này. Các em lưu ý nhá, xe lại về tường nhá. Ancan tác dụng được với brom nhưng mà không làm mất màu điều kiện thường mà nó phải có điều kiện khác nhé, yến bùi. Vậy ngay tức thì suy được chất X này của thầy gồm gì nhỉ? Nó có đuôi CH5 và nó có đuôi CH3. Đúng không? Vậy là H3COO này, C này. Đúng chưa? Một đầu kia là COO C2H5 này. Đấy, đấy. Thế đầu này thì còn là 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Đúng chưa? Mà thầy vẫn còn thiếu 1 nitơ. Thế vậy là thầy có thể là cắm một anh nitơ vào đâu? Này. Nó ra đây. Đúng chưa? Đây là chất X. Nhá. Thế nhưng thầy bài nói là chất Y đồng với natri của alpha amino acid Z. Chất Z cấu tạo mạch hở và mạch carbon không phân nhánh. Đấy. Chất Z có cấu tạo mạch hở và mạch carbon không phân nhánh. Mạch hở đây rồi. Mạch carbon hiện tại đang không phân nhánh. Đúng không? Thầy đếm lại xem. 8 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ luôn. Thế thì cho cái thằng nhóm ở đây chạy. Đúng không? Nhưng nó là alpha amino acid các em nhé. Phải chú ý này. Alpha amino acid thì nó chỉ có thể cắm ở đây này. Nhóm ở đây cắm đây. Hoặc cắm ở đây thôi. Cắm ở giữa là beta rồi. Được chưa? Vậy đáp án đúng rồi. Đáp án đi. Hay vậy đáp án đi. Câu 28. Câu 28 à. Chúng ta đến những câu khó khó rồi đấy. Đến câu 28. 28 nha. Thầy giải chậm chậm. Câu 28 này khá là khó. Thầy nghĩ là câu 28 này lát nữa. Các em lưu ý nha. Câu 28 tí nữa thầy hơi là khó. Câu này khó. Thì để thầy giải các câu dễ nhé. Thì tẹo. Thầy up giải chi tiết. Thầy up giải chi tiết cho các em. Mục tiêu chúng ta hôm nay khởi động thôi. Nhá.
các em chấm vào đây tí nó thầy áp giải chi tiết cho chúng ta câu 28. 27 tí nó thầy áp giải chi tiết nhá. Mình làm những câu dễ dễ thôi. 29. 29 câu đồ thị cũng tí nó thầy áp giải chi tiết. 27 này, 28 này, 29 tí thầy áp giải chi tiết cho các em nhá. Được chưa? Thầy nghĩ rằng là thời gian chúng ta có hạn thôi, nhưng chúng ta giải những câu dễ dễ thôi. Giải câu khó khó thì nghĩ là sợ các em không làm được. Được chưa? Ở đây thầy có tiếp tục thì chọn những câu dễ làm cho thầy. 30 cũng vậy. 30 tẹo nữa thầy cũng áp giải chi tiết chúng ta. 31 thế. 32 cũng vậy đúng không? Tẹo nữa thầy sẽ áp giải chi tiết cho các em. Đấy, dưới này là đều những cái câu mà thầy sẽ áp giải chi tiết cho các em. Thế thì ở trong những câu khó khó này thì bây giờ này, thầy sẽ giải cho chúng ta một câu nữa, câu 29. Tí nữa thôi. Các em lưu ý nha. À, để lại comment. Comment lại. Tẹo. Và thầy áp giải chi tiết. Bởi vì thầy sợ rằng là chúng ta đang sách này vô giá mà. Một tí họ là sách này sách vô giá. Sách này do thầy tự tổng hợp, nó vô giá. Câu 29 nhé, thì chữa nốt câu 29. Cho từ từ dung dịch HCl 29 này. Em đi, thầy nghĩ là nhiều bạn buồn ngủ rồi. Và những cái câu này cũng khá là khó. Tí nữa thầy sẽ áp giải chi tiết, bởi vì thầy gõ giải chi tiết rồi. Quyển sách này thầy đã gõ giải chi tiết cho các bạn lớp offline. Các em đang được làm cái bộ đề mà quyển sách này chung với quyển sách lớp offline của thầy. Nhỏ từ từ dung dịch HCl và hỗn hợp dung dịch chứa amon BaLOH 2 lần, thì viết tắt là thành BaAlOH 4 lần, tất cả 2 lần. Để ghi là AlOH 4 lần trừ. Đây là amon thì nhân 2 là 2A. Bmon BaOH 2 lần là OH trừ 2B. Nha. Số mon AlOH 3 lần tạo thành phụ thuộc như đồ thị. Đây, bài toán giải đồ thị. Đây, bây giờ thầy giải đấy. Thầy giải cho một câu bộ đồ thị finish để cho các em nhá. Các em nhớ comment tí nữa thầy gửi cái file đáp án đấy. Chúng ta nhìn này. Nó phải chạy hết đến 0,8 mới bắt đầu có kết tủa. H cộng vào phải ăn hết OH trừ thì mới có kết tủa. Vậy ngay tức mình có 2B bằng 0,8. B bằng 0,4 luôn. Xong rồi cháu nhá. Giờ thầy tách tiếp bài toán số 2 này. Giờ thầy xét đến vị trí số 2. H cộng này ăn với hỗn hợp này OH trừ mình biết rồi, bằng 0,8. Thấy chưa? Dễ lắm. AlOH 4 lần trừ là 2A. Thì dùng hết 2,8 OH cộng. Được chưa? Thì tạo thành này AlOH 3 lần này. Số mong 1,2 đi đúng không? Đấy. Được chưa? Và chắc chắn là mé bên này là phải có anh nhiêu 3 cộng. Được chưa nào? Thế em nhìn nhá, bước 1 này, thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Anh này là 2A. Bên này có 1,2 thôi, nhìn kỹ nhá. Dễ lắm. 2A trừ 1,2. Được chưa? Thế đây thì đi bảo toàn điện tích thôi là sao? Bảo toàn điện tích học thầy Minh cực kỳ chất. Tổng điện tích của vế trái phải bằng tổng điện tích của vế phải. 2,8 tích điện tích dương này. Thằng tích điện tích âm này. Cộng với lại 0,8 nhân với lại trừ 1 này. Cộng với lại 2A nhân trừ 1. Thì bằng này. Anh này điện tích trung bình này. Anh này tích 3 điện tích dương này. 3 nhân với lại 2A trừ 1,2. Đến đây thì được. 2,8 trừ 0,8 bằng 2. Trừ đi 2A nhân trừ 1 là trừ 2A. Bằng này. 3 nhân 2A bằng 6A này. Trừ đi 3,6. Đấy, tính cái này hơi khó. Vậy suy ra vứt sang bên này thì là 8A nhỉ. Thì bằng này, 2 cộng 3,6 bằng 5,6. A bằng 5,6 chia 8. 5,6 chia 8 bằng mấy cái? 0,7. Thế là vừa nãy thì vừa tìm được rằng là B bằng 0,4, A bằng 0,7. Đề bài hỏi chúng ta là A chia B. Suy ra A chia B bằng 0,7 chia 0,4 và bằng 7 chia 4. Đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Wow, tuyên dương tất cả các bạn đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của thầy.
Buổi live stream này là buổi live stream mất gốc và các em chú ý vào 20:30 hàng tối nha. Có nghĩa là tối mai chúng ta sẽ cày 002. Và bây giờ nhớ xe lại file dạng chỉ tiết. Thầy sẽ đăng ngay bây giờ. Chúc tất cả các em một buổi tối vui vẻ. Nhớ tương tác, nhớ đặt xem trước thầy để xem những bài giảng mới nhất và nhanh nhất. Bye bye. Chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon.